Đại Phật. À, có một người mẹ đang bận rộn nấu ăn ở ngoài sau ở ngoài sau nhà thì nghe tiếng của người con mình khóc và à, khi đó người mẹ chạy vào và ẩm người con ẩm em bé em bé gọi là à, em bé nhỏ ẩm lên và dỗ nó dỗ nó và dỗ ẩm dỗ cỡ nào nó cũng không nín. Thì người mẹ mới tìm ra cái lý do tại sao con mình nó khóc. Thì mới uh, mới coi tả thì là tả nó ướt. Thì người mẹ đi thay tả. Thay tả xong nó vẫn khóc. Thì người mẹ nói ủa sao sao vẫn khóc và Dỗ hoài không nín thì đi tìm thì mới biết là nguyên nhân là cái tả người mẹ siết quá chặt. Ôm cái bụng bé thì bé nó khóc. Um, và um, nó đói nó khóc thì người mẹ phải tìm ra cái nguyên nhân mà con của mình nó đang có cái vấn đề gì thì người mẹ mới dỗ được à, mới làm cho con mình nín được đúng không ạ à? đúng không vì ta là mẹ ta là bà ta đã từng là như thế đúng không ạ à? tất cả ai cũng hiểu cái câu chuyện này đúng không ạ à? À, cũng vậy bản thân ta À, bây giờ đang đang làm gì? đang vào trận chiến mỗi ngày với chiến thắng tham sân si của ta và khi ta biết được cái vấn đề của ta là cái gì thì ta mới có thể có giải pháp và ta mới có thể à, gọi là chiến thắng được, à, ta mới có thể làm cho ta tâm an được và em bé đó đó chính là bên trong của chúng ta, người mẹ đó là là cái thân này là ta. Cho nên là em bé đó là gì? Là tham sân si. Em bé đó là cống cao ngã mạng Hỷ nộ ái ố là ma ma khí là uh, những cái thối hư tật xấu của mình mà mình cần phải phải hoàn thiện sớm nhất nhanh nhất và khi chúng ta à, gặp cái vấn đề thì chúng ta gọi là phải tìm ra gọi là khi chúng ta bất an thì ta phải tìm ra cái vấn đề ở đâu để chúng ta chúng ta mới có thể gọi là đưa cái giải pháp ra để ta mới có thể an được cũng như em bé được mẹ tìm ra cái giải pháp lý do tại sao em bé khó chịu và em bé mới có thể nín được mới có thể không còn khóc nữa và các vị có thấy mình cũng giống như giống như em bé đó không các vị có thấy không chúng ta có bất an miết và một cái mà làm chúng ta gọi là chúng ta sai mà không biết chúng ta sai mới là sợ à, chúng ta đang gọi là à, ai đó nhắc chúng ta mà chúng ta không không biết đường quay về và chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đúng thì thì cái đó mới là cái mà đáng sợ nhất à, và em bé bên trong chúng ta rất là dễ gì dễ giận dễ hờn dễ buồn tuổi à, dễ sợ hãi và và em bé đó nó làm cho mình biết được là là mình đang có vấn đề mình đang bất an à, thì khi tâm mình bất an thì mình cần phải làm gì các vị mình cần phải kiểm soát lại liền tịnh tâm lại và coi vấn đề nó ở đâu vấn đề ở đâu và chúng ta cần phải giải quyết vấn đề đừng để mình bất an quá lâu sẽ rất là khó để mà để mà kéo mình về cho nên người biết tu thì ta cần phải phải hướng vào bên trong nội tâm của chúng ta để chúng ta luôn quán xét thân tâm của chúng ta để chúng ta tìm cái nguyên nhân nguyên nhân tại sao làm chúng ta bất an cái nguyên nhân tại sao ta đau khổ như thế này tìm ra được rồi thì chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề của sự bất an và đau khổ thì chúng ta mới lấy lại cái an lạc của mình. Khi chúng ta an rồi thì thì chúng ta mới có thể cứu được mình và làm lợi lạc cho chúng sanh được. Vậy thì bây giờ cái cách làm sao để giải pháp cho cái vấn đề bất an đây. Và chúng ta rất may mắn vì chúng ta có Phật lực Lăng Nghiêm. Phật lực Lăng Nghiêm có thể hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong vấn đề bất an tâm ma của chúng ta à, và như bản thân Vân nói đó là Vân cũng đang nỗ lực để hoàn thiện mình để sửa mình mỗi ngày Vân không có giỏi hơn các vị đâu Vân cũng gọi là bài kiểm tra cũng te tua tơi tả à, nhưng mình mình là người con Phật mình tỉnh táo mình biết được mình đang bất an và mình đang có cái vấn đề gì thì mình mới có thể giải quyết được vấn đề và chúng ta có phật lực lăng nghiêm chúng ta có lăng nghiêm à, vân đã từng nói với các vị sau cái lời nguyện của lăng nghiêm tiếng trống lăng nghiêm đó thì có một cái đoạn trống không để chúng ta tịnh đó thì bản thân vân vân biết được cái vấn đề bất an của mình à, và sau khi mà xong cái cái lời nguyện của đạo tràng xong rồi đó thì vân à, vân nguyện cho phật lực lăng nghiêm này đây là cá nhân của mình nguyện cho Phật lực lăng nghiêm này à, đánh tan các phiền não trong con ngay lập tức đánh tan phiền não trong con đánh tan tham sân si hỷ nội ố trong con cũng như nguyện Phật lực lăng nghiêm này hỗ trợ cho con à, tâm luôn đồng tâm Phật nguyện luôn đồng nguyện Phật và sau đó vâng tiếp theo là con nguyện cho phật lực lăng nghiêm này hỗ trợ cho phật a di đà luôn ngự trụ trong con để khi con nghĩ điều gì đó là điều ngài muốn con nghĩ để khi con nói điều gì đó là điều ngài muốn con nói để khi con làm điều gì đó là điều ngài muốn con làm để con luôn luôn suy nghĩ uh, lời nói và hành động đúng như chánh pháp luôn luôn làm lợi lạc cho chúng sanh và à, sau đó thì mình à, nguyện cha Phật A Di Đà chứng minh à, cho những cái lời nguyện của con nói chung là các vị đang gặp cái vấn đề gì thì các vị dùng Phật lực Lăng nghiêm để phá tan cái vấn đề đó nếu các vị chưa biết giải pháp thì nguyên Phật lực Lăng nghiêm cho con thêm trí tuệ à, phát sáng trí tuệ trong con để con có thể biết được cái nào đúng cái nào sai cái nào cần làm cái nào không cần làm. Các vị có thể phát lời nguyện nào đó mà cái vấn đề của các vị đang gặp phải. Nhưng hãy nhớ chúng ta biết được vấn đề thì tại chúng ta mới có thể dùng Phật lực năng nghiêm năng lượng ý niệm của mình phá tan cái vấn đề, giải quyết cái vấn đề của mình. À cho nên là cái thứ nhất khi chúng ta nói là phật lực lăng nghiêm có thể hỗ trợ để giải quyết rất nhiều vấn đề trong ta thì chúng ta phải trì tụng như thế nào trì tụng lăng nghiêm như thế nào mới có kết quả nè cái okay. trì tụng như thế nào mới có kết quả thứ nhất khi chúng ta đã phát nguyện rồi ha phát nguyện để phật lực lăng nghiêm mà phá vỡ đi những cái gọi là thí dụ như chúng ta đang sân chúng ta biết chúng ta sân À, nguyên Phật lực lăng nghiêm này phá tan cái nội sân si Hỷ nội ố trong con để tâm con lấy lại lấy lại tâm thanh tịnh của con ngay lập tức có nghĩa là các vị đang gặp vấn đề gì thì các vị nguyện ngay cái vấn đề đó để Phật lăng nghiêm Phật lực lăng nghiêm hỗ trợ cho cho các vị rồi bây giờ bây giờ cái bước thứ hai nè bây giờ làm sao để mình mình để cho Phật lực lăng nghiêm gọi là thật sự có kết quả cho cái việc mình nguyện nguyện nè thứ nhất là các vị phải xác định rất rõ ràng cái cái kết quả mà mình muốn là cái gì các vị nha mình muốn kết quả gì mình muốn phật lực lăng nghiêm này hỗ trợ mình cái gì mình phải biết rất rõ các vị nhá, biết rất rõ vâng nói thí dụ thôi nha thí dụ là một số vấn đề thí dụ nè là mình bị hôn trầm nè Nguyện Phật lực lăng nghiêm này phá tan cái hôn trầm trong con. Mình bị động tâm nè, nguyện Phật lực lăng nghiêm này phá tan cái động tâm trong con và giúp con trụ tâm ngay lập tức. À, tham sân si mình nổi lên nè, nguyện Phật lực tăng nghiêm này hỗ trợ con để phá tan cái tham sân si trong con. Và thí dụ vấn đề là gia đình cản trở ai đó cản trở mình không cho mình tu nguyện phật lực lăng nghiêm này hỗ trợ cho Uh, chồng con tên gì đó để cho anh hiểu được những gì con đang làm và nguyện cho anh thức tỉnh để cùng đồng hành tu tập với con mình cũng có thể làm điều đó nói chung là dùng năng lượng ý niệm và phật lực lăng nghiêm có thể giúp mình gi giải quyết cho bất cứ những cái bế tắc những cái phiền não những cái vấn đề trong ta ngay lập tức và sau khi mà chúng ta đã nguyện rồi đó, các vị nhớ nha, mình phải xác định được cái vấn đề của mình và mình muốn kết quả như thế nào nhé, rất rõ ràng à, để chúng ta cho nó ra kết quả rõ ràng như mình mong muốn các vị nhé. rồi bây giờ cái thứ hai nè, mình trì với cái tâm gì để ra kết quả nè? thứ nhất là chúng ta xác định được mình muốn kết quả gì vấn đề gì ra kết quả gì đó là cái thứ nhất cái thứ hai là trì với cái tâm gì nè chúng ta cần trì với cái tâm tha thiết tâm cầu cứu tâm chân thành tâm tin tưởng vào phật lực lăng nghiêm tuyệt đối vào các ngài và phật lực lăng nghiêm tuyệt đối đó có nghĩa là các ngài hộ pháp trong phật lực lăng nghiêm à, chư Phật chư Bồ Tát hỗ trợ để Phật lực Đăng Nghiêm này giúp ta có kết quả trong những lời nguyện của ta và như cái tâm mà gọi là giống như là mình sắp bị đỏ rồi đó các vị cái tâm mà con sắp chết rồi đó cái tâm mà chỉ còn một thời này là thời duy nhất là có thể cứu được con cái tâm mạnh mẽ cái tâm mãnh liệt cầu cứu phật lực lăng nghiêm để cứu con ngay lập tức ngay lập tức ngay lập tức thì khi câu hỏi là khi ta có cái tâm này thì ta có trì hôn trầm được không ta có ngồi ngủ gà ngủ gật được không hay là ta dùng hết năng lực hết sức hết gọi là lớn nhất có thể bung ra hết có thể để để chi vì ta đang đang cầu cứu các ngài và ngay bây giờ ngay bây giờ nếu nếu cái cái thời công phu này không có kết quả thì con sẽ sẽ có thể bị đỏ ngay lập tức hay là như thế nào đó thì khi chúng ta mà gọi là với cái tâm tha thiết tâm cầu cứu thì có phải là ta trì được với hết công năng hết lực và và lớn nhất có thể tha thiết nhất có thể để mới tạo ra kết quả không các vị vì sao mà chúng ta ngủ gà ngủ gật vì sao vô thời là chúng ta thiền ra khơi như thế này Thì tại vì chúng ta chưa thật sự chưa thật sự muốn cái lời nguyện của mình có kết quả có hiệu nghiệm và chưa thật sự tin tưởng ở phật lực La nghiêm chưa thật sự tin tưởng ở các ngài có thể hỗ trợ chúng ta cho nên ta mới ị à ị ạch và trì cái kiểu mà uh, ngủ gà ngủ gật và ngồi đây để điểm danh cho nên tại sao có người tu có kết quả và có người tu chưa có kết quả là ở chỗ này nè các vị sự hành trì của chúng ta là một và cái tâm chúng ta như thế nào đối với cái sự hành trì này và chúng ta có thật sự muốn Phật lực lăng nghiêm cho ta có kết quả như ta mong muốn hay không có thật sự muốn Phật lực lăng nghiêm phá tan tất cả những vô minh tâm tối trong ta hay không có thật sự muốn Phật lực lăng nghiêm đánh tan cái hôn trầm của ta hay không có thật sự muốn Phật lực lăng nghiêm đánh tan cái tham sân si hỷ nộ ái ố trong ta hay không các phiền não trong ta hay không nếu chúng ta chưa thật sự muốn đủ Thì Phật Lực Lăng Yên sẽ chưa có kết quả Cho chúng ta đâu các vị Cho nên câu hỏi là Khi chúng ta nguyện rồi đó Chúng ta hành trì với cái tâm gì Thì nó mới ra được kết quả như mong muốn à, Một cái thí dụ Các vị trì Giống như là Vẫn nói thí dụ Các vị lạc mất cha mình mẹ mình Một thời gian bị đi lạc lâu lắm rồi Và bây giờ các vị khổ quá không có cơm ăn không có nhà ở lang thang đầu đường xó chợ và bây giờ các vị nhớ cha nhớ mẹ quá thì các vị làm sao khóc bù lu bù lo cha ơi mẹ ơi cha mẹ ở đâu con muốn được về nhà con muốn được về nhà cha ơi mẹ ơi với một cái tâm rất là tha thiết đúng không ạ con đang lạc con đang khổ con đang đói quá cha ơi mẹ ơi con cha mẹ đang ở đâu con muốn được về nhà và con muốn được về nhà và con muốn được về nhà với một cái tâm tha thiết và tha thiết và tha thiết như thế thì gọi là à, cha mẹ của mình với mình có một cái truyền giao cắt cảm đúng không ạ à nó có một cái kết nối truyền giao cắt cảm như thế nào đó thì cũng vậy khi các vị có cái tâm như thế này cái tâm con muốn được về nhà ngay lập tức con muốn được về nhà con muốn được gọi là phá tan cái vô minh cái khổ trong con à, con muốn được cái gì đó thì ta cần phải trì tụng như thế nào ta cần phải tha thiết như thế nào ta cần phải bỏ hết tâm quyết một trăm phần trăm như thế nào để ta mới có kết quả thật sự như lời ta mong muốn và cái thứ ba dùng cái lực lăng nghiêm nè các vị mình dùng lực lăng nghiêm như thế nào nè, dùng lực lăng nghiêm như thế nào để có kết quả, mình cần phải nghiêm túc trong thời công phu và trụ vào từng chữ, từng câu của lăng nghiêm nhớ nha nghiêm túc có nghĩa là nghiêm túc có nghĩa là chúng ta cần phải trụ tâm dùng hết công lực của chúng ta đó, dùng hết công lực, tiếng lực, sức lực À, trụ vào từng chữ, từng câu, cột tâm chúng ta vào những gì chúng ta đang làm hiện tại ngay lập tức và trì hết sức, hết lực lớn nhất có thể. Hãy nhớ cái từ nghiêm túc các vị nhé. nghiêm túc ta cần phải nghiêm túc và kỷ luật trong những gì chúng ta làm. À, nghiêm túc là sao? Kỷ luật là sao? Chúng ta ngồi ngay ngắn thẳng lưng, nhiếp tâm, nhắm mắt lại, nhiếp tâm, toàn tâm toàn lực vào từng chữ, từng câu của Lăng Nghiêm mà phát ra, bung ra từ nội tâm chúng ta, bung ra lớn nhất có thể cột được tâm chúng ta vào từng câu từng chữ lăng nghiêm và từng thời khóa thì chúng ta mới thật sự có kết quả như mình mong muốn các vị giúp vân bài pháp này cần phải hiểu thì khi ta trì tụng lăng nghiêm thì mới có kết quả vì trong chúng ta ai cũng có phiền não ai cũng có vấn đề vì chúng ta đến đây để trả nghiệp mà chúng ta đến đây đâu có phải là vì nguyện lực đâu à, chúng ta đến đây vì phải à, phải trả nghiệp vì nghiệp lực mà đến cho nên phiền não trùng trùng điệp điệp và tạp khí chúng ta rất sâu dày cho nên khi chúng ta à, bước vào đường tu thì thử thách rất là nhiều thử thách trùng trùng điệp điệp và chúng ta đang tìm gì tìm cách để khắc phục vấn đề Tìm cách để giải quyết vấn đề. Tìm cách để chúng ta có thể mạnh mẽ tiến về phía trước, tiến gần về nhà hơn nữa. không có cái gì có thể cản trở chúng ta được hết. vì chúng ta biết rất rõ chỉ có tu, thì chúng ta mới từ khổ được vui vĩnh viễn. chúng ta biết được rất rõ là chỉ có về nhà tây phương cực lạc thì chúng ta. Tu thành quả phật thì chúng ta mới không còn luân hồi sanh tử nữa còn nếu không chúng ta cứ tiếp tục đọa ba đường áp chúng ta không về nhà thì chắc chắn chúng ta sẽ đọa tiếp nữa các vị chúng ta khổ bao nhiêu đây chưa đủ sao cho nên bây giờ chúng ta rất may mắn đã biết được cách về nhà đường về nhà làm sao để chặn đứng làm sao để gọi là dẹp gai dẹp cỏ dưới đường đi của mình, mặc dù nó đâm mình đau lắm nhưng mình biết cách làm sao để có thể quét nó qua một bên, dẹp nó qua một bên hoặc là giải quyết tất cả những vấn đề trước mặt đang hiện hữu cũng như trước mặt đang cản trở chúng ta. Chúng ta biết được và đang tìm cách để để khắc phục tất cả những vấn đề của ta và ta biết được cách làm rồi thì chúng ta mạnh mẽ nỗ lực để làm vì không ai có thể làm chuyện này cho ta được hết các vị nhớ nha không ai có thể tu giùm ta được không ai có thể thay đổi giùm ta được không ai có thể uh, cứu ta được ngoài ta và chỉ có ta phật cũng không cứu mình được đừng nói vâng đừng cầu cứu vâng uh, có một số vị tu cũng đã ba bốn năm rồi mà cần tư nghiệp tới vẫn cầu cứu vâng và không làm gì được đâu các vị các vị mới làm được các vị mới là những vị làm được những việc cần làm thì bây giờ làm đi Tại vì khi chúng ta còn khỏe mà chúng ta không nỗ lực thì khi cần tiên nghiệp đến chúng ta không có trở tay kịp đâu không thể không thể và không thể luôn á nó, nó giật chúng ta rồi một cái chúng ta không còn sức để để làm bất cứ cái gì nữa hết mặc dù tâm chúng ta còn tỉnh táo nhưng sức lực không còn nữa vật hoặc là chúng ta không còn tâm tỉnh táo để chúng ta niệm phật và nhớ Phật nữa mà nhớ toàn là phiền não không tại vì nghiệp lực chúng ta sẽ lúc đó sẽ hợp lực lại và tấn công chúng ta một lúc thì chúng ta sẽ đi về đâu ủng một đời tu đó các vị cho nên bài pháp hôm nay vẫn nhắc nhở đạo tràng chúng ta cũng như tha thiết mong đạo tràng chúng ta trụ tâm nhất có thể hành trì mỗi ngày đều đặn ít nhất hai thời công phu nhất có thể Ngoài ra ôm câu Phật hiệu, đừng buông câu Phật hiệu Và nỗ lực đoạn diệt phiền não mình nhất có thể Sửa mình nhanh nhất có thể Khắc phục tất cả vấn đề chúng ta Nhanh nhất có thể để chúng ta chuẩn bị cho cái cận tử nghiệp Nhẹ nhàng, thoải mái, bình an mà đi về nhà À, đó là bài pháp mà Vân muốn nhắc nhở Cũng như là um, Muốn đại tràng chúng ta tập trung vào uh, Trong buổi hôm nay à, gì là Phật Hãy nhớ khi chúng ta hiểu được rồi Thì chúng ta mới có thể làm được Mới có thể tu được Thì chúng ta không có hiểu Thì chúng ta không có thể nào Mà chúng ta có thể làm được hết các việc Không có hiểu chúng ta rất là dễ Rất là dễ đi sai đường à um, hãy nhớ chúng ta cần trí tuệ trí tuệ trí tuệ trí tuệ trí tuệ từ đâu mà ra các vị còn nhớ giới định tuệ không và trí tuệ là chữ cuối cùng đúng không ạ giới là cái gì à giới là ngoài năm giới ra ngoài năm giới mà của phật tử đại gia ra chúng ta cần phải hành trì mỗi ngày hành trì công phu mỗi ngày thay đổi mình trì tụng lăng nghiêm niệm phật lễ phật sám hối công phu đó là giới đó nó cũng gọi là giới và khi giới có thì chúng ta mới định được khi chúng ta định rồi thì chúng ta mới phát thanh trí tuệ được chúng ta không có cái tâm định chúng ta sẽ rất khó để sanh trí tuệ và khi chúng ta chưa đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ rất dễ bị đọa lạc vì chúng ta dễ phán xét những cái mà bản thân chúng ta chưa chưa hiểu mà chúng ta đã vội phán xét à, cho nên là chúng ta cần phải có công phu các vị nha. có công phu thì mới định được và sanh trí tuệ được rồi bây giờ chúng ta À, sẽ hồi hướng các vị nhé và vân muốn là bài pháp này các vị giúp vân nha hiểu hiểu và hiểu nha để chúng ta hành ra kết quả nha a di đà phật nam mô a di đà phật chúng con xin tri các ngài luôn bên cạnh và hỗ trợ cho chúng con chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật tác đại chứng minh hỏi gì phật chúc cả nhà an lạc và hẹn gặp lại trong thời công phu kế tiếp chào tạm biệt và hẹn gặp lại hỏi gì phật